Kính thưa quý vị, để được vay vốn trong gói hỗ trợ lãi suất 2%, khách hàng cần phải đáp ứng nhiều yêu cầu, trong đó có khả năng phục hồi. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thủy Dương, trưởng khoa Ngân hàng Học viện Ngân hàng cho rằng quy định này cũng là nguyên nhân khiến gói hỗ trợ lãi suất 2% chậm giải ngân. Các ngân hàng thương mại gặp khó khăn trong việc xác định đối tượng thuộc diện hỗ trợ chương trình, đặc biệt là khó khăn trong đánh giá khả năng phục hồi của khách hàng sau khi ghi nhận. Đặc biệt là khó khăn trong đánh giá khả năng phục hồi của khách hàng sau khi nhận hỗ trợ, nhất là trong điều kiện có nhiều diễn biến thay đổi như hiện nay. Bà Dương nêu thực tế, doanh nghiệp chứng minh được khả năng trả nợ nhưng cũng không thể khẳng định có khả năng phục hồi. Việc đánh giá các tiêu chí khả năng phục hồi như doanh thu, sản lượng, lợi nhuận, diễn biến, chiều hướng kinh doanh rất khó, nhất là trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất ổn, đồng đô la Mỹ tăng giá, áp lực lạm phát chưa thực sự hạ nhiệt, chi phí sản xuất tăng, phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu nguyên nhiên vật liệu. Thừa nhận vướng mắc này, đại diện Ngân hàng Nhà nước cho biết sẽ trình Chính phủ báo cáo Quốc hội xem xét không đặt ra quy định về khách hàng có khả năng phục hồi, đồng thời cho phép điều chuyển phần dự toán không sử dụng hết sang các nhiệm vụ khác, như các chương trình cho vay hỗ trợ khôi phục kinh tế thông qua Ngân hàng Chính sách Xã hội hiện đang giải ngân rất tốt. Đề xuất giải pháp, Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thủy Dương cho rằng các ngân hàng thương mại tham gia triển khai các gói hỗ trợ cần thống nhất về cách xác định đối tượng hỗ trợ, phương thức đánh giá khả năng phục hồi của khách hàng sau khi nhận hỗ trợ, cách thức giải ngân và các điều kiện cho vay khác. Đồng thời, các doanh nghiệp thuộc đối tượng hỗ trợ cần chủ động chia sẻ với ngân hàng thông tin đầy đủ về tình hình kinh doanh, thực tế sản xuất và các kế hoạch phục hồi. Khi có đủ thông tin, các ngân hàng thương mại sẽ có đủ cơ sở đánh giá và hỗ trợ doanh nghiệp kịp thời theo chủ trương của nhà nước. Bà Dương nói.